Đồng Hải xin mến chào tất cả quý cô bác anh chị và các bạn. Buổi sáng nay thì vợ chồng nhà mình cũng đã chuyển được gần hết những cái cây cà phê giống vào trong vườn rồi. Đây giờ chỉ còn một chút này nữa thôi. Cái này thì lúc nào mình tranh thủ đem vào. Bởi vì những ngày này thì thời tiết ở đây nó chưa mưa, đâm ra là mình cũng chưa dám trồng, bởi vì đất rất là tơi xốp, mất nước nhiều, mình chưa chủ động tưới nước được. Buổi chiều nay thì thời tiết đây rất là gió, phía bên kia thì hệ thống các cái điện quạt gió đang quay vù vù. Đấy. Ở trên khu vực quanh đây thì điện gió này, điện năng lượng mặt trời rất là nhiều. Đồng Hải đang tính là sẽ thiết kế một bộ điện năng lượng mặt trời loại công suất lớn để sử dụng trong gia đình, và bơm nước rồi tất cả mọi cái thiết bị đều dùng bằng cái điện năng lượng mặt trời cũng rất là hợp lý. Đấy, bây giờ thì tranh thủ trời nó còn chưa bị mưa, đang nắng, nhưng mà chưa biết là từ giờ đến chiều là mưa lúc nào đây, nên là mình sẽ tranh thủ mình đi vào trong vườn để mình vừa dọn vừa đốt cái khu vực vườn. Nó đang nắng ráo này thì đốt may ra nó cháy được, chứ nếu mà nó để mưa xuống ẩm là thôi đấy. Rồi, bà Sa ơi. Dạ. Nào, lên đường đi. Vâng, em chuẩn bị xong rồi. Rồi, đi. Ở nhà, đây này, cái đám cái cây cà phê của mình đã đưa vào đây. Cái nguyên lý của cái cà phê này ấy, thì người ta ươm ở vườn. Thì nó cũng như kiểu đứa trẻ con, hoặc là nói nôm na là cái đàn gà công nghiệp đi. Khi được ấp nở ra rồi thì để ở trong lồng cho ăn cám tăng trọng ấy. Nên khi ra ngoài môi trường thì nó rất là khó thích nghi, cũng như những cây này thế, người ta ươm ở trong vườn trong bầu ấy. Ô cây đổ này vậy thì nó dùng bằng cái chất dinh dưỡng cái thứ để nuôi nó, và được chăm sóc ở trong những cái chỗ cái môi trường coi như là thật cẩn thận nhất. Nên bây giờ mình khi chuẩn bị đưa ra ngoài đồi ấy, thì mình phải cho thích nghi với cái môi trường. Đấy, là mình xếp nó thưa ra này để hứng cái nắng, cái gió, rồi cái thời tiết, nhiệt độ, đủ các thứ để cho nó thích nghi với cái môi trường tự nhiên. Thì sau đó thì mình mới trồng. Thì khi trồng thì mình cũng phải có những cái loại phân dưỡng chất để kích thích cho cái rễ của nó lên. Thì cái đó là khi trồng. Như thế đấy. Đào cà phê rất là đẹp. Quá mỹ mãn luôn. Thật sự là mình mua cái đám cà phê giống này rất là ưng ý. Quá ưng ý luôn. Mua cái vườn đã ưng ý rồi, nhưng mà mua cái cây giống này cũng càng ưng ý. Bà xã thấy thế nào? Thì cũng được. Nó đã, cái gốc nó đã thành thân gỗ rồi thì mình trồng nó phát triển tốt hơn. Bây giờ đây mới thấy nó coi như là đẹp nhỉ. Ừ. Kiểu nó đang vươn lên để đón những cái ánh nắng rồi thì những cái gió, những cái môi trường tự nhiên ấy. Ngọc Thúy xin chào cả nhà. Đang còn nắng lắm cả nhà ơi. Chuyển được cây giống ra đây rồi thì bây giờ Đồng Hải lại muốn đi đốt những cái chỗ mà Đồng Hải phát á, cho nên là phải đi nắng một tí. Bây giờ ấy, thì nó đang nắng, đang gió thì đốt nó sẽ tốt nhất. Hôm nay mình còn có sự đầu tư tương đối bài bản nữa này. Mới sắm sửa một anh nha. Cào chưa bắt giới. Cái này là mình sang vào trong cái phim trường của bộ phim Tây Du Ký rồi mình mới nhượng lại được cái này đấy. Tèn 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 tèn. Đấy, ừ, giống hết chưa bắt giới nhá này. Ui giống thế. Tối nào để đi cao nào. Thôi bây giờ thì mày sẽ xuống dưới tận dưới rồi vừa mưa dưới kia để mình đi cào cỏ rồi đốt cho nó xong đi, thì đến lúc mình còn mưa xuống mình trồng nó không bị nóng, và bây giờ nó đang nắng thì có thể đốt cháy. Đấy là có thể đấy nhá, chứ còn chưa biết như thế nào, còn hên xui nữa. Đồ nghề của Đồng Hải cả nhà. Đấy, bắt đầu tiến hành đi liền. Dọn dẹp lên làm thôi. Tại vì phải đi sớm để đốt mà. Ui giời, ra là trời. Sợ mưa. Tới này mà dẫm đất vẫn lún sụt sụt lên.
Đây, nhìn những cái cây cà phê mình vun ở gốc gì nó xích không? Đấy. Cây nó không vun được thì thôi đấy. Mình vun là mình còn bới cả cỏ luôn. Bới cả cỏ là sao? Đây cỏ là... khô ấy. À. Đấy, nó phát triển cũng rất là tốt cả nhà. À ừ nhờ. Họ làm gì sớm vậy? Vẫn đi làm mà. Để ý xem cái con dao ở đâu anh nhá. Dạ biết rồi. Này nó có ảnh hưởng đến cây sầu riêng này không nhỉ? Ừ. Đốt nhỏ nhỏ thôi xong có sợ cái đốt cây nhỏ sầu riêng. Thế nào được ở đây? Sợ cây sầu riêng? Phải chịu thôi làm sao thì. Chào bạn nhá. Bạn đi đâu đấy? Tìm chỗ đi theo bác Năm. Làm gì vào buổi trưa không nghỉ à? Đâu ai? Đi bắt cá à? Đâu đắp nước à? Đi à, đi cuốc ruộng. Cuộn khói để cho nó khỏi nặng, nó nặng nó xuống dưới nó lở xuống đấy, nó cháy ầm ầm luôn đấy. Đấy, đây mới mùa à? Gì à, mua đắt không? Bao tiền cái ruộng này? Bao tiền cái ruộng này? Đắt lắm. Đắt lắm à? Bao nhiêu? 104. Cái ruộng to đây à? Từ trên kia mình nhớ biết mình cũng mua, mình mua để mình đào ao thôi. Nó cháy ầm ầm. Đào lấy nước thôi. Wow, nóng lắm. Họ mua cả khu này 104 này. Bao nhiêu miếng? Anh. Bao nhiêu thửa? 3 thửa, 4 thửa. Mấy thửa? 1 2 3 3 thửa này. Ồ, không cháy à? 140 triệu. Wow, cũng đắt thế nhỉ? Không cháy nhỉ? Nhiều trăm lắm. Ừ. Thế nhà mình ở đâu? Làng Cu Tông. Đi ra đây là bao nhiêu cây số? À trên đây hả? Mình chưa rảnh lắm. Ô ô ô. Ôi mình lấy cái bao này không cháy. Ừ. Ừ. Nó xấu quá à? Phải cho nhiều phân rồi à? Vào thôi. Tôi ở ngoài huyện. Mới mua. Ừ. Hai héc, hơn hai héc.
Mới mua cả bên kia hả? Nhiều không? Nhiều không? Năm trăm cây á? Bao nhiêu tiền? À. Vụ phóng hỏa này liệu thành công không á Đồng Hải ơi? Thấy rồi. Cháy thế là tốt rồi gì nữa. Sao nãy giờ thấy cứ lùi hùi như đây biết à? Cháy to quá cả nhà ơi. Cháy thì lúc vừa nó lên cái mầm non mới nó bé hơn. Sao anh không để cho giữ đất? Giữ thì cả một cái ụ to này là nó lở, nó giật đổ xuống lên, nó chỉ để mình đốt này là nó có chết đâu, nó đến lúc nó lên ít mầm khác. Còn cái chỗ này đừng đốt nhá, chỗ này kệ nó. À ừ. Mương nước ở đuôi vườn nhà mình đây cả nhà ơi, Đồng Hải đang đi theo để đốt. Ừ, không làm cỏ rồi thì có cả làm cỏ mà cả. Và bây giờ thì đang trồng. Bây giờ thì đang trồng thêm. Còn vẫn phải làm cỏ ít nữa mà chuẩn bị làm cỏ. Làm cỏ để bỏ phân ấy. Nhà mình ở khu nào? Nhà mình ở chỗ nào? Không biết ở chỗ chú to này đâu đâu. Ở bên này đường hay bên kia đường? Đi dốc về tới là chú to này. Thế là mình mua chỉ có 3 miếng ruộng này thôi hả? Ba cái ruộng này mới xào nhỉ? Không biết. Mua cũng của người đồng bào mình bán à? Có sổ không? Có sổ không? Sổ gì? Có sổ. Sổ đỏ. Chưa có. Dưới ruộng này chắc không có rồi. Ít người thôi, có ruộng có bia. Cả nhà ở đây gọi là bia. Ở đây gọi là bia. À. Đây là cô này, cô mới mua 3 miếng ruộng đây này cả nhà. Đấy, 3 miếng. 1. Ồ, cái này thừa thớt quá không cháy nổi. 3. Mình cứ nghĩ là cái ấy nó được mà không có bó đóm, không ăn thua. Bó đóm rúi vào này chị. À. Cô ấy đóng cây ra ngoài mương và nới cái ruộng ra mới thêm, thêm tí. Làm gì đấy Đồng Hải? Cái này có trồng cái gì đâu mà phải dọn vậy? Đi dùng cây ăn trái để không dọn. Trong cái ăn trái thì cứ kệ nó, là mình đào cái lỗ mình trồng là được. Thì thế mà rồi, thôi xong. Hết phim. Sao? Đấy. Đốt cháy rồi gì? Nằm ở đây mà cứ đi tìm mãi không thấy. Cả nhà biết gì không cả nhà? Hôm rồi ấy, đi phát cỏ, phát cây, đốt nương thì là bị làm rơi cái mắt kính. Thế là hôm nay nhìn thấy thì đốt nó cháy mất tiêu rồi. Thế là tèm tén ten xong phim. Mấy trăm nghìn đấy. Ít đâu. Anh bỏ lại cái cào đi, không có anh cào phát nữa là nó gãy thôi. Thế thì làm cái gì bây giờ? Cái gõ lại cái cào cho nó thẳng. Gõ rồi thôi. Chưa thẳng mà. Là mà cứ thắc mắc nói gì. Đấy. Gãy bố rồi. Bảo cái đồ tan toa này. Cào đem... bắt giới chỉ để cào rác thôi. Hôm nay đem về bác ấy
hàn cho cái dính vào đây, móc vào đây, móc vào đây thế này. Thế là không làm được việc gì à? Đồ vớ vẩn cam tổ mã. Mấy chục nghìn đấy. Dạ mấy chục nghìn sao? 10.000 tiền sắt rồi. Sao lại cuốc thấp hơn ruộng đi, cuốc lúa đi à? Hả? Cuốc vẫn lúa đi à? Cái đó ấy. Để làm gì? Chồng ơi. Cả nhà thấy không, cái cô người đồng bào này là đang phá bờ để mở rộng thêm một chút xíu ruộng này. Đấy. Mở cái này là nó ấy đấy, nó lúc nó... là can tội là lấn mương đấy nhá. Ok, nó ra. Nước to nó khắc chạy, trôi hết lúa rồi mà. Đấy, can tội là lấn mương đấy. Đất mình đây chỉ rộng mênh mông. Cô ấy mới mua được một mảnh vườn này, mảnh ruộng này. Ba mảnh chứ không phải một mảnh. Mấy đứa con rồi? Hai đứa à? Mình bao nhiêu tuổi đồng rồi? Đồng bào gì? Người Gia Lai. Người Gia Lai hả? Gia Lai. Gia Lai. Ở đây làm gì có. Đây không có Gia Lai. Thế á? Người Gia Lai hả? À. Thế là... Hả? Ừ. Sao? Mới đến hả hay gì đó không hiểu. Ở ngoài phố. Ở ngoài Gia Lai. Dây này mới dã man. Đây đó là dây gì? Cái dễ nó ăn xuống ghê nhỉ? Dễ cái cây ấy đấy. Cái bác mèo đấy. Gai nó kinh khủng lắm, gai nó cào. Thế yeah. Mắt mèo mà. Mà chắc là cây này chết rồi. Cái dây nọ dây kia nhỉ, chúng ta lung tung. Mình kéo kéo xuống đấy, mình tấp mình đốt được không anh? Sao? Kéo đồ này xuống chỗ đó tấp đốt được không? Đấy, đang mới dập phát phải cho nó dập xuống rồi mới... Nó phải dày thành đống là được. Thế là nó thưa thưa nó sẽ không cháy được đúng không? Chứ còn nó thưa thưa thì nó... Có gì vào đâu mà nó cháy. Đồng Hải kỹ lắm, làm là phải đâu ra đó đàng hoàng, khác cái con mương là cũng phải phát trên phát dưới phát sạch sẽ mới chịu. Cái búi mà cái cỏ nó nặng quá, nó cũng vít nó cũng lở xuống dưới mương, lở đất đi, mình phải để nó mọc nhưng mà để nó nhỏ thôi. Tí nữa mình lên trên kia, mình đốt cái đống trên kia được không? Đốt được chưa? Đốt được hả? Đống nào? Đống trên kia.
chưa biết được. Kia con cây kia kìa, trên đầu anh. Tức quá, cái giấy không cháy. Này đi đấy cán, cán sẻng rồi để chặt đầy. Cây đấy nhỏ quá. Cháy được không anh? Chắc là cháy tốt đấy nhờ. Bữa nay nó khô rồi mà. Khi mà nó đã cháy lên được thì tươi tươi nó cũng cháy. Đấy. Hôm nay vợ bảo chú có làm tí chiều chưa? Phải cho ăn chè rũ đen. Hôm nay ra lấy cái bịch đỗ về mua ít đường về thỉnh thoảng nấu cho anh ăn. Đồng Hải là rất là thích ăn ngọt. Ăn ngọt dễ sợ luôn á. Nhưng mà được cái là hệ đào thải rất là tốt. Mỗi đi tiểu đường nó không. Mình thì mình không thích ăn ngọt mấy nữa rồi. Nhất định là chiều nay sẽ mua cho Đồng Hải một bịch chè đỗ đen nhé. 5.000. Ăn thế là nhiều rồi đấy, một bịch là nhiều rồi đấy. Hôm nay thì thời tiết nó nắng, cho nên là đốt nó còn có thể cháy được. Cái cô người đồng bào kia thật sự là rất là chăm chỉ. Quá.
Đồng Hải lại chui xuống cái chỗ kia rồi cả nhà. Được cái hôm nay trời nó nắng nắng á, nên đốt đi cho nó sạch. Chạy nhanh lên không có nó cháy. Chỗ đó em thấy nó thưa thưa, chắc khó cháy. Trông nó thưa lưa thưa vậy mà vẫn cháy được. Khi nó đã nắng khô thì rất là dễ. Còn hôm bữa thì một can dầu luôn mà cũng không cháy được tí nào. Đấy, một khi nó dễ cháy này thì cái gì nó cũng cháy. Trang thì không, bây giờ thì trời lại sắp sửa đổ cơn mưa xuống đây rồi. Đấy, trưa nay vợ chồng mình thấy thời tiết như thế phải tranh thủ dọn được suốt hết dọc cái khu vừa ruộng kia, rất còn dài đấy. Còn tương đối sạch sẽ, cái búi tre kia là dọn cũng tạm ổn rồi. Lúc nào là mình vào mình lia cho nó một cái ngọn kia nữa, vứt gọn ra ngoài là trồng cây thoải mái rồi nhỉ? Vâng, cái đó là ổn. Phía đằng này cũng đang còn tươi, mới lại giờ mưa rồi. Thế đằng kia thì vợ chồng mình cũng đang đốt dở, thì thấy trời nó dầu lại sắp sửa đổ cơn mưa rồi, nên là có làm nữa cũng không kịp nữa. Thì hiện giờ có vẫn đang nghỉ ngơi được. Bây giờ thì vợ chồng mình tranh thủ về đã, và xin kết thúc video này tại đây. Hẹn mọi người những video tiếp theo của vợ chồng mình.